Rồi, trước tiên là coi thử máy do nó là gì. Ví dụ nhóm mình đề tài máy do, cái máy do nghe tên nó lạ, mình biết nó gì thì mình tìm thử. Máy do à, chức năng công dụng. Đây ví dụ mình tìm mình thấy à. Ví dụ mình cái câu hỏi đó thì nó sẽ có liên quan tới các cái loại máy khác nữa nha. Ví dụ như cái máy gio nó sẽ có liên quan tới máy khoan này, máy khoét này, à, và máy tạo taro. Đó là những cái thiết bị nó dùng để tạo lỗ ở trên các cái chi tiết đó. À, ví dụ như khoan thì nó mình biết khoan là gì rồi đúng không? Nó dùng cái mũi à, nó xoay tròn đó, nó đục một cái lỗ trên cái phôi, à, gọi là khoan. Rồi khoét, khoét thì nó sẽ làm rộng cái lỗ ra. À, người ta khoan trước một lỗ xong người ta khoét rộng ra thì nó có cái mũi khoét ha. À, mũi khoét nó sẽ chức năng nó là khoét cái lỗ lớn à. Rồi do à. Đây, à, khoét này, chức năng của khoét này, đây là cái mũi khoét ha, nó có cái chức năng khoét cái đầu khoét được nha. Rồi do là gì à, do là phương pháp gia công tinh các lỗ sau khi khoan. À, sau khoan thì à, do nó sẽ giúp tăng cái độ mịn của cái lỗ đó à. Có cái nào nó nói rõ hơn không? Định nghĩa máy gio nè, đó là máy gia công các lỗ có sẵn và dụng cụ cách quay tròn. Nó nói vậy thì tìm ra được rõ lắm ha. Tìm cái nào mà nó nói rõ về cái máy gio. À, đây mũi khoan nè, khoan thì mình biết rồi, khoan thì chắc là ai cũng biết rồi ha. Khoét à, đó mình tìm hiểu dần dần mình sẽ biết được đó là cái gì à. Thì đơn giản là thầy nói đơn giản là máy gio là cái máy để nó à, nó gio là nó giống như nó mài cho những cái lỗ mình đã khoan đã khoét ha. Mình khoét một cái lỗ cho nó chi tiết rồi sau đó mình muốn cái lỗ đó nó à, cái nó có cái độ gọi là độ mịn à, cái bề mặt của cái lỗ nó mịn là nó chính xác thì người ta sẽ gio. Ví dụ mình muốn một cái lỗ đường kính là 16 à, đó. Thì trước tiên người ta sẽ khoan cái lỗ trước ha, đường kính nhỏ hơn 16 một tí, ví dụ 15,7 ly này thấy không? À, rồi sau đó người ta à, đưa cái đầu gio vào và nó gio cho chính xác lên 16 ly à, à. Nó sẽ có cái máy nó chuyên để nó làm này, tròn cái lỗ ha. Nó gio cho cái lỗ nó đúng với cái đường kính mình gia công à. Đây trình tự gia công này mình đọc mình sẽ dần dần mình sẽ biết được nó là gì ha. Đó, thì đó gọi là máy gio. Gio là dùng để chi nó gia công chính xác cho cái đường kính à, kiểu trên cái chi tiết cho nó chính xác ha. Rồi thì cái máy gio thì mình có thể coi các cái video liên quan tới máy gio ha, lên YouTube search video liên quan tới máy gio thì video tìm ra tab video này Google nó hỗ trợ rất là nhiều quá, tìm hiểu thử. Mình tìm nhiều mình sẽ biết được nó hoạt động như thế nào, và nó cấu tạo như thế nào. Cái đây người ta giới thiệu rất là chi tiết nè. Em mình theo dõi thầy không có theo dõi liên tục à, thì mấy em cứ về mình coi rồi mình đi gần mình sẽ biết được hoạt động như thế nào à. Ở đây người ta giới thiệu
nhiều loại máy cùng lúc ha. Drillin là máy khoan này, Rimin là máy do ha. Rồi cái tapping với boring, boring nó cũng một dạng máy để làm chính xác cái lỗ khoan ha. Thì cái loại này là cái lỗ này là do một cái máy do à, cái đường kính là 0,5 inch à, nó do ra cái lỗ này à. Thì mình tìm hiểu thì mấy em á, ngoài tìm hiểu bằng tiếng Việt thì mấy em nên tìm tiếng Anh ha. Tiếng Anh nó nhiều khi cái tài liệu tiếng Việt không có à. Ví dụ máy do mấy em không biết tiếng Anh nó là gì à, thì mình dùng Google Translate dịch ra à. Ví dụ như máy do tiếng Anh đó là Rimmer này. Mơ là cái máy do thì mình lên Google mình search thử à, lên YouTube mình search thử về cái máy do à. Rimmer à. Thì mình coi thử nó các cái này cho mũi ha, một số các video về máy do ha, search từ tiếng Anh này Rimmer, Rimin à. Đó thì đó là ngoài tìm mình tiếng Việt mình có thể lên các cái trang tiếng Anh mình tìm đó. Cái trang này thì nó bán các cái mũi, các cái đầu của máy do ha, rất là nhiều. Thì cái việc mà làm đồ án là mình phải đi tìm hiểu nha mấy, tìm càng nhiều càng tốt ha, tìm tất cả các cái nguồn có thể. Cái này là ông này ông chế một cái mũi để cái mũi do cho gỗ ha. Cái mũi này nó sẽ dùng để làm cái mũi do cho gỗ đó, nó có một cái lưỡi sắt này à, để nó tạo cái lỗ trên gỗ ha. Cái này nói chung nó cũng không chưa liên quan tới cái máy do của mình, tìm thấy không đúng thì mình tìm cái khác ha. Đó thì đó là cách mình tìm kiếm ha. Các cái mũi của máy do này, đây là các cái mũi. Đây là cái mũi của máy do này, mũi này để dùng để nó do cho nó đều cái lỗ. Cái này nếu người ta nói tiếng Anh không hiểu thì em có thể bật phụ đề lên ha. À, cái này nó không có phụ đề. Sợ nó còn hành mấy loại nữa. Này, bây giờ mình coi cái mũi do nó đọc như thế nào. Đó. Đây là cái cách vận hành của cái mũi, cái máy do nó, à, nó sẽ hoạt động, nó cào cái lỗ cho nó đều ha, đúng cái đường kính mà người ta cần ha. Nó có nhiều loại nha mấy, máy này là máy do ngang, nó có loại do thẳng đứng nữa. Cái máy do thì cái chỗ này đã đang chỉnh cái đường kính do này, cái chỗ này là cái chỗ chỉnh đường kính do này ha, thì nó sẽ rất nó cái độ chính xác rất cao, nó chỉnh cái thang chia độ của nó đó ha, nó chính xác tới từng hàng phần nghìn của mm ha. Cái lỗ do đường kính phải do rất chính xác.
nó do lâu nó quay một thời gian thì nó sẽ mài đều cái lỗ căng do. Cái này là cái lỗ do lớn, còn lỗ do nhỏ thì cái mũi nó lại khác nữa. Coi thử các cái loại do mũi nhỏ không. Rồi thì nói sơ bộ là máy do nó là như vậy á. Nó có sẽ có nhiều cái loại máy nữa mà em có thể mà em không biết á. Máy mài, máy bào thì mình có nghe tên mình có thể đoán được á. Máy mài, máy bào, thang máy, thang tải ha. Tiền. Máy cán. Thật ra những cái máy này nói chung mình nghe tên mình cũng có thể đoán được á. Còn nếu mà chưa chưa rõ thì mình search tìm tìm kiếm thông tin rồi đó. Rồi nhóm 2 về máy mài, máy mài có gặp khó khăn gì không em? Tìm thông tin rồi đó có không? Nhóm 2 Thầy em là Ngô Tất Tư thuộc nhóm 2 thầy. rồi Tân Huy. Nhóm mình có À, à, cái máy mài á thầy là mình làm cái máy mài cầm tay được thầy. à không, mình cái máy mài nó máy mài cầm tay thì nó như cái nó chỉ như một cái thiết bị cầm tay nó nhỏ thì nó không có gì nhiều để tìm hiểu em. Mình tìm hiểu cái loại máy mài mà trong công nghiệp đó nha. Chú ý trang bị điện. À, môn này là đồ án trang bị điện thì trang bị điện là tìm hiểu các cái máy à, mà nó sử dụng cái hệ thống điều khiển. Lưu ý nó có cái hệ thống điều khiển các cái mạch điều khiển à, à, chuyển là truyền động như thế nào, điều khiển nó các cái mạch nó hoạt động như thế nào, chứ không phải cái máy máy mài cầm tay thì nó không phải là một cái thiết bị mà cần phải nghiên cứu về trang bị điện của nó. Lưu ý à, không phải là tìm cái máy mài cầm tay hoặc là máy khoan, máy lại tìm mày hiểu máy khoan cầm tay thì nó không có đúng. Máy khoan thì trong công nghiệp nó các cái máy khoan nó có cái hệ điều khiển khoan chính xác à, tạo ví dụ cái chi tiết nó cần bao nhiêu cái lỗ khoan, vị trí cách nhau bao nhiêu chính xác, nó phải có cái máy chuyên dụng để nó khoan, chứ nó là một dạng như máy tiện, máy CNC, nó là những cái dạng máy có thể là tự động luôn á, hoạt động một vận hành tự động hoặc là bán tự động. À, bán tự động thì có thể người sẽ điều chỉnh thôi. Thì mình phải tìm hiểu những cái máy đó, chứ còn cái máy cầm tay thì nó đâu có gì để tìm hiểu đâu. Mình đang là đồ án trang trang bị điện nha mấy. Trang bị điện có nghĩa là tìm hiểu về những cái mạch điều khiển là các cái hệ thống truyền động ở trong các cái máy công nghiệp, các cái máy mà mình tìm hiểu là các máy trong công nghiệp nha. Đó, thì lưu ý làm cho đúng chứ không phải là mình làm cái máy cầm tay thì nó không có gì để tìm hiểu hết. Rồi. Ơi, có cái đồ cái mẫu đồ đồ án không thầy? Hôm trước thầy có gửi cái mẫu rồi mà, cái mẫu đồ án đây. Cái mẫu thì thầy chỉ gửi cái xương thôi nha. Đó. Còn cái ruột ở trong là mấy em phải bổ sung vô ha. Có cái mẫu này. Đây cái mẫu hôm trước thầy có chiếu lên rồi nè. Thầy có gửi đăng lên trên nhóm luôn rồi. Ở trên này là yêu cầu về cỡ chữ rồi, phông chữ rồi ha. À, số trang. À, cỡ tầm cái đồ án mình thì chỉ cần trang là bỏ tầm vài chục trang thôi, đừng có làm nhiều quá không cần thiết đâu ha, vài chục trang là được, hai ba chục gì đó, 5 trang nữa. Rồi đó, đây này cái trình tự này, đầu tiên là cái bìa này ha, cái bìa đồ án này, cái mẫu bìa như này mình thay tên, thay tên cái đề tài, thay tên nhóm vô ha, thay tên giáo viên hướng dẫn vô, rồi kế hoạch thực hiện đề tài này, cái này cũng bấm trong quyển đồ án ha, sau rồi thầy sẽ điền vô. À, rồi nhận xét. À, rồi kiểu đánh giá làm việc nhóm, điểm thang điểm như nào mình coi mình biết ha. Rồi mục lục này, à, chương 1 là gì, đặc điểm công nghệ, à, chương 2 là gì đó, chương 3 là gì đó, chương 4 là gì đó. À, hồi, trong cái trình tự thầy có đưa rồi ha. Chương 2 thì đó có thể tìm hiểu về các cái mạch, à, điều khiển của nó. À, rồi bể kép gì đó ha. Sau ra rồi sau cái mục lục là tới cái danh mục hình vẽ này, list ra hình vẽ nó có những hình nào, trang số mấy, rồi giới thiệu. Nếu mà mấy em gặp khó khăn gì trong lúc mà trình bày thì cứ đăng lên là thầy hướng dẫn cách làm á. Thật ra mấy cái này cách làm buộc như thế nào ha, tạo bảng biểu, tạo mục lục như thế nào lên Google là sợ là ra hết. À, nhưng mà nếu mình tìm không ra mà không biết cách tìm thì cứ đăng lên đây hỏi cũng được ha, đăng lên trên Classroom cũng được. Rồi lời giới thiệu, à, giới thiệu sơ bộ về cái đề tài mình á, giới thiệu về cái máy đó, à, máy đó ứng dụng hiện nay nó được ứng dụng nhiều hay là sao đó, mình tại sao mình lại tìm hiểu về đề tài đó, à, bị thầy phân trúng cái đề tài này, à,
đúng không? Thì nói chung là tìm hiểu như thế nào, nói như vậy thôi. Cái này nó lại báo sắp hết 40 phút nhanh nữa. Tiếp theo là vào chương số 1, tổng quan đề tài thì mình cứ đưa các nội dung vô. 1.1 lịch sử phát triển, và sau đó cái gì đó, 1.2 phân loại. Cái này là lưu ý, cái này chỉ là cái gợi ý thôi, mình không có nhất thiết phải làm theo như đúng trình tự này ha. Chương 1 tổng quan, nhưng có thể 1.1 mấy em không thích lịch sử phát triển mấy em đưa tổng quan về cái máy đó cũng được. Rồi 1.2 thì phân loại, thì em không thích thì mấy em có thể đi vào chi tiết loại nào đó thôi ha, tùy ha. Rồi sau hết chương 2, chương 1 rồi qua chương 2, chương 3, chương 4 gì đó, mình cứ tuần lượt được. Rồi phía sau nó sẽ có phần kết luận, phần tài liệu tham khảo. Thì đó là cái mẫu. Lưu ý nó chỉ là cái mẫu, cái xương thôi. Còn cái ruột ở trong này nè, ví dụ chương 1 có cái gì, chương 2 có cái gì thì mấy em tự tìm hiểu đưa vào ha. Mình có thể coi lên mạng tìm rất là nhiều á. Các cái đồ án người ta làm, ví dụ như người ta tìm hiểu về máy tiện, thì chương 1 người ta sẽ tìm hiểu cái gì của máy tiện. Chương 2 người ta sẽ tìm hiểu về cái gì của máy tiện. Thì mấy em cứ tìm hiểu theo kiểu đó cũng được. Lưu ý cái đồ án, đồ án là mình tự tìm hiểu ha. Không có một cái đáp án chính xác cho một cái đồ án nha mấy em. Nên là mấy em cứ tìm hiểu càng sâu càng tốt, càng rõ về cái máy của mình càng tốt. Còn nếu mà tìm hiểu sơ sài quá thì cái điểm nó sẽ thấp ha, hoặc là không đạt ha. Cố gắng tìm hiểu kỹ về nó. Làm sao mình làm xong cái đồ án, mình nắm được cái máy đó nó vận hành như thế nào, nó có các cái hệ thống điều khiển, hệ thống truyền động của nó như thế nào. Ít nhất là phải hiểu cơ bản á, cơ bản. Ví dụ sau này ra gặp cái máy đó mình có thể biết được cái máy đó là cái máy gì, cái này nó làm cái gì, nó có thể vận hành như thế nào, điều khiển kiểu gì, bán tự động hay là điều khiển bằng tay chẳng hạn, thì mình phải biết. Rồi thì sơ bộ nó như vậy. Thật sự thì cái đồ án này thầy yêu cầu là mình tự tìm hiểu là chính ha, và cố gắng tìm hiểu bằng tự lực mình ha. Đừng có copy các cái đồ án người ta làm rồi mình copy là cái đó là không được. Còn mình tìm hiểu ra được tới đâu thì hay lắm ha. Cố gắng là càng chi tiết càng tốt. Rồi mấy bào ha, nhóm 3 mấy bào có gặp khó khăn gì không em? Nhóm 3 nè, ba bá thiện, trọng đạt, tấn đạt, minh hiếu, nhóm mình có gặp khó khăn gì không? Alo thầy, em Ngô Tấn Huy nhóm 2 thầy. Tấn Huy nhóm 2, sao em? Cái máy mài á thầy, là nó có hai cái loại máy chính là máy bào tròn, máy mài tròn với là máy mài phẳng á thầy. Là mình làm một máy được thầy, hay là mình làm luôn cả hai thầy? Thì nếu mà em tìm hiểu á, thì tìm hiểu tổng quan hai máy, hai loại máy ha. Rồi sau đó đi vào chi tiết thì em có thể tìm hiểu một cái máy mài chi tiết, cái hệ thống, một cái máy chi tiết của cái máy mài tròn hoặc mài phẳng như tụi em ha. Nhưng mà trước tiên là tổng quan thì mình phải giới thiệu cả hai loại nha. Máy mài phẳng dùng làm gì, máy mài tròn dùng làm gì ha. Tổng quan thì mình nên đi bao quát hết, còn tìm hiểu sau thì nên tìm hiểu chi tiết một cái cho nó rõ ha. Không cần phải tìm hiểu kỹ cả hai cái ha. Cố gắng tìm hiểu trước tiên. Bây giờ tuần đầu với tuần 2 thì hai tuần tuần này với tuần sau ha, mình cố gắng tìm hiểu sơ bộ tổng quan về nó trước đã ha. Tổng quan ha, biết nó có những cái loại nào, nó dùng ở đâu, rồi các cái máy công nghệ nó như thế nào ha. Hiện đại bây giờ nó sẽ có những cái loại mà nó tự động ha, nó như thế nào thì em tìm hiểu thêm, càng chi tiết càng tốt ha. Cố gắng tìm hiểu cho nó rõ. Rồi thang máy, thang máy thì nó là cái phổ biến ha, bây giờ mình gặp rất nhiều ha, nhưng mà có thể mình chưa biết là cái thang máy nó cấu tạo nó như thế nào, vận hành nó như thế nào. Cấu tạo tổng quan chung về cái thang máy mình tìm hiểu thử ha. Có thể bây giờ mình đi thang máy rất nhiều nhưng mình chưa biết nó bên trong nó như thế nào ha, thì coi cấu tạo của thang máy tìm hiểu thử cấu tạo chi tiết hoạt động của nó như thế nào ha. Nó sẽ có rất nhiều cái bài viết mình phải tìm hiểu ha. Đọc bài này thấy nó không ổn thì đọc bài tiếp theo ha. Tìm nhiều lên, càng nhiều càng tốt, dần dần mình sẽ tìm ra được ha. Sẽ nắm được về nó ha. Sẽ rõ, càng lúc sẽ càng rõ ha. Ví dụ mình biết cái thang máy thì nó sẽ có một cái buồng ở trên
tầng trên cùng nó sẽ có cái buồng, buồng nó chứa cái động cơ thang máy ha, nó kéo cái buồng thang ha. À, rồi nó có cái, nó có cái cục đối trọng này, đối trọng để nó cân bằng cái trọng lượng với cái thang máy này, giảm mất cái tải ra cái động cơ kéo. Rồi tủ điều khiển ha. Rồi thì sau này mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn cái mặt điều khiển của thang máy như thế nào, làm sao nó chạy tới tầng máy nó dừng ha. Rồi khi dừng mở cửa thì cái điều khiển như thế nào để khi cái thang máy dừng đúng tầng nó mới mở cửa, chứ dừng giữa đường nó sẽ không mở cửa chẳng hạn ha. Thì cái đó mình tìm hiểu ha. Hoặc là cửa thang máy khi nào cái buồng thang nó tới tầng đó thì cái cửa thang máy được mới được mở. Còn nếu mà cái thang máy mà chạy dụ như chạy lỗi ha, bị lỗi ha, thì có thể không có cái buồng thang ở đó nhưng mà nó vẫn mở cửa. À, người ta đi vào bước vào thì ngay ở trong là trống trơn, rớt xuống là tiêu. Thì mình phải tìm hiểu thử cái các mạch nó hoạt động, cái đó còn đi sâu vào đó. Thì đi sâu vào thì tới dừng các cái mạch điều khiển á, nó sẽ như thế nào để nó đảm bảo được các cái điều kiện an toàn khi vận hành cái thang máy. À, điều kiện đóng cửa như thế nào, khi nào thì cửa được phép mở, khi nào thì cái thang nó dừng tầng nào ha. Đó là những cái phần về điều kiện. Thì đó là một số cái vấn đề mình tự mình tìm hiểu thôi, cố gắng là tìm và đọc càng nhiều càng tốt ha. Liên quan cái máy mình cứ thấy bài nào viết liên quan để đọc. Này, khi mấy em search á, mấy em search, ví dụ mấy em search cấu tạo thang máy, ở dưới này nó sẽ gợi ý thêm một số các từ khóa liên quan này ha. Ví dụ cấu tạo thang máy chung cư, cấu tạo thang máy đơn giản, có thể mình tìm hiểu cái thang máy đơn giản trước đi, cấu tạo của thang máy đơn giản ha, để coi thử cái thang máy đơn giản cấu tạo như thế nào, rồi sau đó mình tìm hiểu kỹ hơn những cái loại thang máy đó, phức tạp hơn. À, lưu ý là khi mấy em tìm á, có nhiều cái bài viết á, nó copy nhau, các trang web á, nó copy bài của nhau thì có thể mình coi nó trùng thì mình bỏ qua cũng được, đỡ mất thời gian. Coi thấy cái bài này cũng quen, hình như cái trang kia này nó copy của trang trước thì mình bỏ qua. Cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Mình tìm, mình đọc nhiều mình sẽ biết rõ về nó. Tiếng Việt tìm không ra thì tìm thêm tiếng Anh á. Cái phần mềm nó sắp hết thời gian rồi. Có bạn nào có cần hỏi gì thì hỏi nha. Còn nếu không hỏi á thì tiếp tục mình tìm hiểu qua ngày mai á. Tôi biết ngày mai thầy sẽ yêu cầu các nhóm mình sao ra những cái nội dung mình tìm được nha. Ngày mai các nhóm mình sẽ sao cái nội dung mình tìm hiểu giùm thầy. Ví dụ thầy yêu cầu là nhóm 1 tìm hiểu được gì, share cái mình lên sao lên cho thầy xem thử. Nhóm 2 tìm hiểu được gì, share sao cho thầy xem. Được nha. Ngày mai các nhóm mình sẽ lên sao cho thầy. Một bạn đại diện trong nhóm lưu các tài liệu mà trong nhóm mình bữa giờ tìm kiếm lưu về máy, lưu một cái thư mục đó. Rồi tới buổi ngày mai thì các nhóm mình lên mình share thì xem thử mình làm được cái đâu, tìm được cái gì rồi. Được nha. Các cái đường link mình tìm hiểu mình tìm được đâu tới đâu thì mình sao lên. Mai thầy sẽ theo cái danh sách này nha. Ví dụ thầy yêu cầu nhóm nhóm 1 bạn nào nhóm trưởng đại diện, ví dụ Đinh Quang Vinh nhóm trưởng nhà đại diện lên sao share cái màn hình ra. Thì có cái Zoom nó có chức năng share màn hình thì em share cái màn hình của em lên, các nhóm khác nó cũng sẽ thấy. Rồi, nó còn khoảng 1 phút nữa thì hết thời gian. Nếu bạn nào có cần đặt câu hỏi gì thì mình join lại, còn không thì mình cũng có thể nghỉ được rồi. Tìm hiểu thêm, tìm kiếm thêm ngày mai. Lưu ý ngày mai thầy sẽ đi lần lượt các nhóm nha. Các nhóm ngày mai sẽ tìm hiểu được cái gì thì share màn hình lại thầy xem, các nhóm mình cũng xem á, các nhóm đã từng nhóm, qua nhóm 1 tìm hiểu được gì, nhóm 2 tìm hiểu được gì. Được không? Thầy. Rồi, nói đi em. Em là ở nhóm 6, em tên Nguyễn Thanh Bình đó thầy, cho em hỏi. Rồi. Em là làm đề tài máy cán, nhưng mà máy cán thì nó có tích lọ gì, em nên làm loại nào thầy? Nó làm sao em, máy cán làm sao? Gần hết thời gian. Thầy sẽ bật cái Zoom lại, bạn nào cần hỏi gì thì join lại ha. Còn bạn nào nếu không cần hỏi thì có thể out cũng được ha. Thầy sẽ online lại cái Zoom tiếp theo, tại vì nó sắp hết thời gian rồi. Rồi, Thanh Bình nói là có rất nhiều loại máy cán, có ít loại ha. Rồi có 5 loại máy cán mà em hiện tại biết đó thầy. Rồi em làm vào máy nào thầy? Thì em tìm hiểu tổng quan ha. 5 loại đó thì mỗi loại nó như thế nào, sơ sơ bộ thôi. Rồi sau đó mình sẽ đi cho chi tiết một loại cụ thể.
được không?